Vâng, xin chào cô chú anh chị, chào các bạn. Mình là Trần Mạnh Thuần đây. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông để quay và gửi tới cô chú anh chị mình chúng ta tham khảo một mảnh vườn với đủ các loại cây trồng nha mọi người. Trong đó chủ lực là 350 cây sầu riêng. Trong số này thì có tới 150 cây bước vào năm thứ tư, thứ năm và thứ sáu nha mọi người, tức là đang thu chính đấy. Ngoài ra thì trên mảnh vườn bác chủ nhà còn trồng cũng khá là nhiều cà phê, tới tận 1.200 cây cà phê và 500 trụ tiêu. Bên cạnh đó còn có một số loại cây ăn trái khác như măng cụt, xoài và nhãn. Trước khi đi vào quay chi tiết về cây trồng thì mình xin được nói, tức là được giới thiệu về khoảng cách từ mảnh vườn đi tới các trung tâm tiện ích để cô chú chị mình chúng ta nắm được tường tận nhé. Thì vị trí chính xác của mảnh vườn này thuộc về xã Đắc Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Từ mảnh vườn chúng ta đi ra tới trục đường liên xã, tuyến đường nối liền giữa xã Thuận Hạnh của huyện Đắk Song với lại xã Đắc Hòa thì rơi vào khoảng 400m nha mọi người. Còn từ đây chúng ta đi ra tới đường quốc lộ 14A, khu vực buôn bán sầm uất chỗ ngã ba đồn 8 thì chúng ta mất khoảng 3 cây số. Và cái đường chúng ta di chuyển ấy hoàn toàn là đường nhựa nha mọi người. Tổng diện tích sử dụng của mảnh vườn này là hơn 17.000m2. Tuy nhiên ấy thì diện tích đất đang thể hiện ở trong sổ mới dừng lại là 17.000m2. Và cái đường đi được thể hiện ở trên sổ nha mọi người. Từ đây chúng ta đi về trung tâm của huyện Đắk Song, tức là thị trấn Đức An, thì chúng ta mất khoảng 13 cây nha mọi người. Cô chú anh chị hay bạn nào ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai hay Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta lên tới mảnh vườn này thì khoảng cách rơi vào khoảng 230 cây số. Và cái tuyến đường chúng ta đi, tức là cái cung đường chính ấy, là đường quốc lộ 14A. Đây là một trong những cái tuyến giao thông trọng điểm nối các tỉnh Tây Nguyên với lại các tỉnh miền Đông Nam Bộ nha mọi người. Hiện tại thì trên Google Maps, đường quốc lộ 14A đã chuyển đổi thành đường cao tốc 02 rồi nha mọi người. Trên đây là đường đi nối lại dẫn vào thửa đất của chúng ta ngày hôm nay. Còn trước khi đi vào quay chi tiết mảnh vườn thì mình xin báo giá luôn để cô chú anh chị mình chúng ta nắm được. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, với tổng diện tích sử dụng là hơn 17.000m2, có hồ tưới chung và hồ rất là rộng. Trên mảnh vườn có tổng cộng là 350 cây sầu riêng, trong đó có tới 150 cây bước vào năm thứ tư, thứ năm và cả thứ sáu nữa. Số cây bước vào năm thứ sáu thì rơi vào khoảng 50 cây nhé mọi người, còn năm thứ tư và năm thứ năm thì rơi vào khoảng 100 cây. 200 cây thì bác chủ nhà mới trồng. Trên mảnh vườn còn có 1.200 cây cà phê, có bơ và 500 cây tiêu, cũng như là một số cây ăn trái khác như nhãn, vải và cả xoài. Có chòi xây bằng gạch. Thì bác chủ nhà đây đang đưa ra một cái mức giá tương đối là dễ chịu nha mọi người. Mức giá mà bác chủ nhà đưa ra chỉ là 2 tỷ tư nha mọi người, 2 tỷ tư có thương lượng. Với mảnh vườn này thì còn một cái ưu điểm nữa mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là mảnh vườn này rất là kín gió nha mọi người. Bằng chứng là thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Đắk Song có xảy ra mấy đợt gió to. Một số vườn, một số nhà vườn đã bị ảnh hưởng bởi cơn gió này. Thế nhưng với mảnh vườn này, khi mà chúng ta bước vào ấy thì cây sầu riêng tròn xoe nha mọi người, tán còn tròn xoe và lá còn nguyên. Thì đây là một trong những cái ưu điểm mà ưu điểm vượt trội để chúng ta canh tác nông nghiệp nha mọi người. Về ống tưới thì bác chủ nhà đã lắp đặt, tức là đã chôn sẵn và lắp đặt hết rồi. Bây giờ vào chúng ta chỉ việc nổ máy và chúng ta tưới nữa thôi. Đường điện thì bác chủ nhà cũng kéo tới tận chòi. Bởi vậy nếu như cô chú chị mình chúng ta về đây, chúng ta có thể mở rộng cái chòi ra và chúng ta ở tại chỗ cũng được nha mọi người. Bởi vì khoảng cách từ đây đi ra tới trung tâm trường chợ thì rất là gần,
chỉ 3 cây số thôi. Do đó thì cô chú chị mình chúng ta cũng yên tâm. Đường đi lối lại thì cũng rất là thuận lợi. Chúng ta mất khoảng 300m, 300-400m đường cấp phối, còn lại hoàn toàn là đường nhựa. Thế đất của mảnh vườn này thì cũng tương đối thoải nha mọi người, thoải nhẹ. Và cái chất đất thì hoàn toàn là đất đỏ Ba Gian. Chất đất thì rất là màu mỡ và tơi xốp, không một hạt sỏi nha mọi người. Tổng diện tích sử dụng của mảnh vườn này là trên 17.000m2 nha mọi người. Diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 17.000m2. Và sầu riêng thì được 350 cây, trong đó có 150 cây bước vào năm thứ 4, thứ 5 và cả thứ 6. Khoảng 50 cây bước vào năm thứ 6 nha mọi người, tức là đang cho thu chính. Nằm cách đường nhựa liên xã rơi vào khoảng 400m. Nằm cách đường quốc lộ 14A thì khoảng 3 cây, hơn 3 cây số. Và đây cũng là khoảng cách mà chúng ta đi ra tới trung tâm trường chợ. Đây là một trong những cái mảnh vườn có cây trồng đa dạng và phong phú. Bởi vậy nếu như cô chú chị mình chúng ta đam mê nhà vườn mà muốn trồng nhiều loại cây khác nhau, tạo nên nhiều nguồn thu nhập khác nhau, thì đây là một trong những mảnh vườn mà chúng ta phải quan tâm nha mọi người. Về nước tưới thì cô chú chị mình chúng ta cứ yên tâm, bởi vì ở phía cuối chúng ta có một cái hồ. Hồ rất là to và rộng, mênh mông nước nha mọi người. Tuy nhiên thì hồ này là hồ chung nha mọi người, hồ chung của mấy hộ dân. Và cái hồ này thì cũng chẳng bao giờ hết nước. Còn nếu như cô chú chị mình ở tại chỗ, xây nhà to, nhà kiên cố và muốn nuôi gia cầm và thả cá thì chúng ta cứ thả cá nha mọi người. Bởi vì các bác hàng xóm ở đây, các bác ở xa, không ở tại chỗ, bởi vậy thì họ cũng không mặn mà để nuôi cá hay là nuôi gia cầm. Nếu như cô chú chị mình chúng ta ở xa tới đây, chúng ta chưa có nhà cửa, thì chúng ta vào đây chúng ta mở rộng cơi nới cái chòi của chúng ta ra và chúng ta ở tại chỗ cũng được. Đây là măng cụt này mọi người này. Măng cụt bác chủ nhà mới trồng, và để tránh nắng ấy, cho nên là bác chủ nhà quây bằng lưới đen nha mọi người. Bác chủ nhà trồng ít thôi, rơi vào khoảng là 10 cây măng cụt nha mọi người. Chắc là trồng với ý định để ăn chơi vậy thôi. Phía cuối thì bác chủ nhà trồng sen giữa sầu riêng, tiêu và cà phê và một số cây ăn trái khác. Tuy nhiên thì mình nghĩ khi mà sầu riêng này được thu chính và tán phát triển thì chắc chắn bác chủ nhà cũng sẽ phá bỏ hồ tiêu đi. Tới đây thì mình cũng xin nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú chị mình chúng ta nắm được rõ thông tin. Tổng diện tích sử dụng của mảnh vườn là hơn 17.000m2. Diện tích đất đang thể hiện trong sổ là gần 17.000m2. Thửa đất nằm tại xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Thửa đất nằm cách trục đường liên xã từ xã Thuận Hạnh sang xã Đắc Hòa, rơi vào khoảng 400m. Từ đây, cô chú chị mình chúng ta di chuyển về đường quốc lộ 14A, cũng là trung tâm trường chợ, thì rơi vào khoảng 4 cây số, chưa tới 4 cây số nha mọi người. Còn đi về trung tâm huyện Đắk Song, tức là thị trấn Đức An, thì rơi vào khoảng 13 đến 14 cây số nha mọi người. Đối với cô chú anh chị nào chúng ta ở xa, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, chúng ta nên tới đây thì chúng ta mất khoảng 230 cây số. Và đây là một trong những mảnh vườn với đầy đủ các loại trái cây và cây công nghiệp dài ngày như cà phê và hồ tiêu. Trái cây thì có sầu riêng, bơ, măng cụt, nhãn, vải, xoài. Ở dưới thì chúng ta có một cái hồ, hồ rất là rộng. Và nếu thích thì chúng ta có thể thả cá, nuôi gia súc gia cầm ở trên nhé mọi người. Tổng cà phê của bác chủ nhà là 1.200 cây. Trong đó thì có khoảng 800 cây còn đẹp như thế này nhé mọi người. Còn ở phía trên thì cà phê hơi xấu, tuy nhiên cái phần phía dưới thì cà phê rất là đẹp. Còn sầu riêng thì như cô chú anh chị mình chúng ta đã theo dõi từ đầu video tới giờ, thì sầu riêng của bác chủ nhà có mới trồng, tức là mới được thu hoạch. Bởi vậy thì cây còn rất sung và rất là chất lượng. Hai bên đường đi xuống chòi thì bác chủ nhà có trồng cau, và bác trồng xung quanh thửa đất luôn nha mọi người. Sau này khi mà cau phát triển mà lớn ý, thì cái mảnh vườn của chúng ta rất là đẹp. Bởi vì nó có cái hàng cau xung quanh, nó thẳng đứng lên,
và nó tỏa bóng mát ra, thì cái mảnh vườn của chúng ta nó tách biệt, nó khác biệt so với những cái mảnh vườn khác nha mọi người.